Hai, xin chào các anh em trong hội phóng sinh. Tuần này em không đi được nhưng nhờ có anh Bồ Tát đi quay phim giùm thì chắc quý vị cũng rất là yêu thích cái chương trình mà hội phóng sinh Tion đã làm cho các quý vị gần gũi nhau hơn, rồi tạo ra một cái phong trào tuyệt vời ở Việt Nam mình, đó là phóng sanh mỗi ngày, phóng sanh để có phước báo, có khỏe mạnh, rồi an vui, đúng không? Đây, giới thiệu với mọi người công việc của em. Đây. Em này đi bơi với em cũng khá là lâu rồi. Em học giỏi không em? Giỏi. Năm nay lên lớp mấy em? Lớp 10. Năm nay lên lớp 10, năm nay em lên lớp mấy? Em năm nay em lên. Hay em thích học gì? Lớn lên mấy em dự định tương lai mình làm gì? Em làm công an. Lớn lên muốn làm công an à? Còn em lớn lên muốn làm gì? Chị chưa định hướng được tương lai luôn hả? Bạn này chưa định hướng được tương lai. Đây, nếu những ai chưa định hướng được tương lai thì Dion sẽ chỉ cho các em một cái điều này. Con người hơn thua nhau bởi xuất phát điểm. Một người bạn của em, nó sinh ra, có đứa sinh ra ở vạch đích, có đứa ở sinh ra ở số 2, số 3. Còn em như chưa biết gì trong tương lai, là em đang ở số 0. Mà em mà muốn lên số 1 thì em phải có sự đánh đổi, muốn lên số 2 thì đánh đổi nhiều hơn, lên số 3 cũng như vậy. Bây giờ em đang ở số 0 mà làm sao muốn lên được số 1, em phải trả giá. Trả giá bằng việc học, trả giá bằng đam mê, em học giỏi cái gì thì em phải đầu tư vô cái đó. Còn nếu mà em không biết đam mê, không biết cái năng khiếu của mình là gì, em sẽ đánh đổi bằng những cái hành động tiêu cực. Em có thể làm tội phạm hay gì đó. Nhiều người họ sinh ra họ không muốn mình làm tội phạm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn, vì họ phải nuôi cha mẹ già, con cái của họ muốn được như người ta thì họ phải làm cái những cái hành động để có được nhiều tiền để lo cho con em của mình. Họ có thể là hủy hoại thiên nhiên và động vật, miễn sao họ giàu có tiền để lo cho cuộc sống gia đình họ hạnh phúc. Thì bây giờ em đang ở mức số 0 mà em không cố gắng thì em sẽ không bao giờ hơn được những cái thằng mà nó đã sinh ra nó ở số 1, số 2, số 3. Em hiểu không? Như thằng này đi, nó đang ở số 2, nhìn nó là biết nhà có điều kiện này. Chị chắc sinh ra ở số 2, số 3 luôn rồi. Thấy không? Thì mình đang ở số 0 thì mình phải cố gắng đi. Không chịu cố gắng giờ chưa suy nghĩ mình làm được cái gì nữa là mình sẽ bị rơi vào những cái ngõ cụt bế tắc. Mình sẽ phải trả giá. Hiểu không? Mày không biết, nhưng mà em sẽ làm đường lạc lối. Và lúc đó em sẽ không biết tại sao mình làm đường lạc lối. Tại sao có sinh ra những người làm những việc tốt, những người làm việc xấu? Những người làm việc xấu họ đâu muốn làm việc xấu, nhưng mà họ bắt buộc họ phải làm những công việc đó. Có những gia đình rất là nghĩ là thương con mình thì quăng cho mỗi đứa con một cái điện thoại và hy vọng rằng nó sẽ không làm phiền mình và sẽ điện thoại sẽ dạy cho con mình. Nhưng thực ra có thể là đầu độc con mình bị tự kỷ hay là bị thần kinh không à, kính thưa thầy à, gì được. Đối với câu hỏi của anh thì em nghĩ là đối với trẻ em thì bây giờ cần quan tâm đến mấy em nhỏ nhiều hơn, hạn chế cho con em của mình tiếp xúc với điện thoại. Bây giờ điện thoại nó có quá nhiều thiếu tiêu cực ở trong đó, nhất là mạng xã hội. Chỉ cần bật lên một cái mấy em dễ dàng xem những cái chương trình không có hay. Nên hạn chế và có chọn lọc chương trình cho con em của mình coi. Mà nếu mà không có làm được như vậy thì tốt nhất không nên cho con em mình sử dụng điện thoại luôn. Bởi vì con nít bây giờ mà cứ tiếp xúc với điện thoại rồi nó chơi game là nào đầu óc của nó hư hết. Em thấy là như vậy. Mà những đứa trẻ mà sinh ra nó đã không có được cái điều kiện rồi mà nó còn bị cuốn theo những cái tật xấu nữa, chắc chắn là phải dính vào những con đường lao lý trong tương lai. Nhiều người nó giết mấy bạn trẻ mà nó chơi game riết mà nó bị giống như là ảnh hưởng vô tâm lý, nó trở thành tội phạm giết người luôn để kiếm tiền để được đi chơi game. Vậy là những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta đầu độc con của chính chúng ta và chúng ta giết hại đời tương lai của chúng ta bằng cách tặng cho họ trẻ em điện thoại mà không có quán xuyến hay giáo dục. Tại sao mà không cho trẻ em đi bơi để tăng cường sức khỏe lên? Một môi trường tốt và lành mạnh, vô hồ bơi là những cái người mà người ta chỉ có tập luyện thể thao, người ta sống rất là lành mạnh. Đây là môi trường hồ bơi rất là tốt nè, câu lạc bộ Lan Anh.
rồi cho trẻ em chơi nhạc cụ đó, thì có tại cha mẹ là không biết chọn lựa cái gì tốt cho con em mình, còn muốn con em mình phát triển tình yêu thương đến thiên nhiên và động vật thì cho các em tập đi phóng sanh mỗi ngày, tham gia các nhóm phóng sanh thì có các chương trình vào ngày rằm đó, trên hội phóng sinh đó, đăng ký cho con mình đi để có trải nghiệm, biết yêu quý động vật từ những động vật nhỏ bé, sau đó sẽ phát triển lên tình yêu những con vật cao cấp hơn như con người chẳng hạn. Nếu trẻ em không được tiếp xúc với động vật từ nhỏ, chắc chắn nó sẽ bị lạnh cảm và nó sẽ không có biết yêu quý gì đâu. Lớn lên là nó sống giống như là một người vô cảm, gặp một người đụng xe ngoài đường là bỏ mặc chạy luôn, không bao giờ biết giúp đỡ người khác. Tạo ra lên một cái xã hội mà những con người như vậy thì đất nước nó cũng sẽ không phát triển được. Mọi người sẽ tự hủy hoại nhau và dẫn nhau đến ngõ cụt, bế tắc, đau khổ. Có những gia đình thì có những gia đình, cái nơi này là có những gia đình là nó rất là, họ rất là nghèo khổ, nhưng mà con cái của họ thì học đến thành tài và học đại học trường này trường nọ. Nhưng có những gia đình đầy đủ điều kiện, nhưng sắm đầy đủ các đồ chơi cho con cái, nhưng con cái học thành thì không được tốt lắm, chỉ có làm cho cha mẹ phải lo lắng và phiền não. Thầy cô giáo thì không cách để nào mà giáo huấn dạy dỗ hắn, thì làm sao chả lẽ đánh cho hắn thiệt là đau, bỏ đói cho hắn một ngày ăn một vài muỗng cháo. Chứ mà về chiều quá thì nó cũng không nên người được. Trong khi những gia đình ngày xưa rất khó khăn thì đã nuôi con cái thành tài, còn những gia đình ngày nay thì con cái không có học mà bỏ học rất sớm.